chắc là có. U. Có. Con hành, con ngựa. U. Đâu, vô lên lùng. Ồ, bên mày giang khè luôn. Anh em mình xin chào mọi người nha. Bữa nay anh em mình đi chủ nhật, anh em mình đi thăm bẫy rắn mọi người. Ok. Để rồi, Hoàng Anh cũng gửi lời chào mọi người luôn nha. Chúc mọi người ngày chủ nhật vui vẻ ha. Bữa nay thì Hoàng Anh cho anh Lùng đi thăm nghe mọi người. Chừng nào con rắn nào hung hung á thì Hoàng Anh bắt. Còn rắn nào hiện để cho anh Lùng bắt nghe mọi người. Cho anh quen với rắn nghe mọi người nha. Rồi, bây giờ coi anh Lùng đi thăm được đợt này anh Lùng đi thăm cái hên không nha mọi người nha. Rồi mời mọi người cùng mấy anh em đi thăm bẫy rắn. Còn mọi người có yêu mến kênh của anh em thì cho anh em một like cũng như một lượt chia sẻ ha, cũng như một lượt đăng ký nha mọi người. Rồi mình đi thăm đi, let's go. Mình tới cái đầu tiên mọi người. Rồi cái đầu tiên luôn. Nặng hả? Coi có cái gì. Cái này ưa có cọp. Hành. Ồ, con hành nè mọi người. Con hành này gần nước 4 lạng. Hành này 4 lạng mọi người. Ok, rồi. Ngon lắm. Anh Lùng bắt con đi. Hành này nó không mấy đâu. Một con hành đầu tiên, ngon lành cành nào mọi người. Đâu con này. Con này 4 lạng không? Chắc được ạ. Chắc được 4 lạng á. Này hành nhầy. Rồi, ok, bắt đi anh Lùng. Bữa nay mình thử bắt thử rồi, mọi người. Đến Lùng thử bắt nè. Này cũng dễ lắm. Anh nói gì vậy? Ừ. Bóp nhẹ cho nó dính vô ở đó thì nó ra đó. Còn nửa ký á. Nó to chứ quá ha. Cục đuôi bự. Thổi ra. Khỏi cái đầu nó chạy ra. Nó ra là nó nhanh lắm nghe Lùng chụp gì. Bắt cười ra, con rắn ồ ồ. Bự Lùng ơi. Nửa ký lô á. Ô con này nửa ký lô mọi người nè. Thấy không? Ok, con đầu tiên nha mọi người nha. Ngon lành. Cành đào. Xem cái tiếp theo nha mọi người. Cái này mọi người nhớ hổm dính con vịn nè. Phá bẫy lồng bánh. Hả? Trời ơi. Chết chuột luôn hả? Rồi để anh em mình đặt lại mọi người ơi. Nó phá banh cái bẫy trên nè. Giờ đổi tay lại cho Hoàng Anh nó thăm thử có hên không. Nó xui luôn rồi anh Lùng ơi. Mà cái nàng khủng mà chết rồi. Trời trời. Sao mấy ngày chết trời đi ra đi rồi. Kiến quá kiến mà. Sáng chiều mà đây chiều dữ vậy. Giờ anh này kiếm mấy luôn á. Mọi người. Ủa trời. Quá trời kiến. Kiến cái này thì thôi luôn. Mới chết thôi vậy còn cứng. Mà mới chết vậy rồi. Còn cứng. Còn cứng gắt hả? Nó uổng lên mọi người. Con này chắc kiếm 2 á. Nó uổng dữ trời. Còn cứng gắt hả?
quá trời cắn, chuyện này chịu nổi nè. Kiến. Ừ, ủng ghê. Rồi, thôi đặt lại mọi người ạ. Còn này kiến hai. Sáng mấy anh em mình đi thăm được hai cái được. Được hai con rắn đó mọi người. Cái này mình về đi đám. Giờ mình đi thăm tiếp rồi. Thẳng vô thẳng. Bị rắn kìa. Giờ mình đi thăm tiếp mọi người ạ. Bị rắn này dữ quá, bị quá lâu. Ừ. Lọc lâu để chắc dợn quá. Giờ nắng chang chang phải đi thăm tiếp. Đi đám mới về luôn. Đây. Đâu à? Nè. Có. Có. Bánh mì. Ủa, bánh mì này cũng to chứ. Đi kia ra ngoài đó. Trên cái này cũng có. Đây nè. Ở đây đi. Bánh mì. Nắng quá. Được, cái này được. Được. Ủa, mì này vàng khè luôn. Mì này 6 lạng, nửa cái lô. Hùng kìa. Hùng cho nó hùng luôn. Ra đây. Chưa ra được. Có bao tay ở trong mà. Hả? Ở trong đó có hai cái bao tay lận mà. Vậy hổ háng với nó hả? Dùng hổ háng với nó luôn. Dùng con háng đó luôn mọi người. Con này chắc nửa ký, 6 lạng. Có trứng nữa hay gì đó không? Hả? Có trứng nữa đó. Có không? Ấm nhòm. Thấy khúc bụng dữ không? Khúc đít kìa. Rồi. Thăm giờ hai cái gút luôn nè mọi người. Nắng quá. Chỗ này khô quá mọi người. Mất 7 hết 4 cái nữa. Mắc bẫy thì mắc cỡ luôn á. Giả chết luôn rồi. Đưa anh giả chết luôn nè mọi người. Thấy không? Chết mà há họng, không có ai mà chết xấu cả đó. Có ai mà chết mà chết xấu dữ gì không? Chết há họng luôn. Rồi, có gì anh em mình tới cái kế tiếp anh em mình quay mọi người. Đấy, vô chuột đặt lại. Rồi, cái luồng này anh em mình thăm xong rồi mọi người. Thăm như không thăm mọi người. 15 cái còn dư nhất có 1 cái 1 à. Lấy hết trơn luôn, nó dẹt cỏ banh chành cho nó lấy trơn luôn. 15 cái còn dư nhất 1 cái dính con cá hổ ngựa này đó. Xong luôn. Chán đời thiệt chứ. Đã cái nghề này mưu sinh là khó khăn mà còn gặp bẫy tặc dữ dằn thiệt chứ. Thôi anh em, mấy anh em mình đi mấy chỗ khác cũng còn khoảng chục cái nữa hết rồi. Chỗ này 15 cái lụm hết rồi. Thua. Rồi anh em mình lại đây chuẩn bị thăm mấy cái bẻ rắn mọi người. Anh Lượng mới phát hiện con rùa. Trời ơi, con rùa to á. Đâu vô lên lồng. Con rùa này khoảng ký không ta? Nè, đưa cái đầu nữa coi. Hơn nửa ký. Đó, mọi người có cái đầu nữa nè. Ghê không? Trời ơi, Lùng phát hiện hay trời. Thấy cái mu lạ lạ. Trời ơi. Quá đã mọi người ơi. Giờ nuôi tiếp. Vậy anh Lùng anh thả vô hồ anh nuôi. Hôm giờ anh cũng nuôi mấy con sóc rồi. Giờ nuôi con mình bẹp hổm bắt đó mọi người.
giờ được mấy con sóc nuôi sóc nữa, bây giờ tới con rùa nữa. Đi bảy gắn anh lùng anh siêu tầm anh nuôi tùm lum hết trơn. Lột à. Rồi vậy anh em mình chuẩn bị đi thăm tiếp, thăm bảy gắn tiếp mọi người. Anh này lột à. Hả? Lột đâu? Đâu? Sao lột? Da nó mới gị ra miếng nè, nó lột nè. Ừ, chừng nó lột, chừng nó lột á. Có, mới vô thấy anh lùng. Ờ. Anh Hành. Nhỏ mà sao nặng dữ ta. À, hai em lùng ơi, hai em. Ngon gì. Một em Hành, một em ngựa. Thấy không? Ờ. Hàng chi cục cứt cái chà bá đây nè. Cứt ngựa là thường thường gì á. Thôi để nó đắt đi. Chỗ này thì hổm giờ dính, không có dính gì cho anh luôn mọi người. Mới dính được một lần một nè. Con sắt con Hành, con ngựa. Con ngựa này chắc ngựa này cũng lớn á, 8 lạng. Được rồi. Thấy hết không? Quay vậy thấy hết không? Hết. Rồi, bắt ra luôn mọi người. Bắt ngựa này phải có bao tay mới được. Được. Mùa nắng này. Mùa nắng được con gắn cực lắm mọi người. Nhờ hơn anh em mình đặt ở đây là nó kế bờ suối nè. Nên nó còn gắn nè. Cái đặng khô chuột chết trên. Đỏ. Đổ vốn. Xuống đi. Không lấy hai cây chọt nữa. Bẻ nhão hôm. Dạ. Yeah. Yeah. Một em 7-8 lạng. À, hả không? Dạ chết nữa dạ. Chết hết. Thấy à. Đó, khè thấy không? Đó, nghe khè không? Con này chắc không giả chết đâu, con này còn mạnh lắm. Một em đầu tiên. Quấn quá trời quấn luôn. Ờ, nó cắn nè. Cắn dính cái bao luôn. Con này đưa cho bao không khi nào nó vô đâu. Nó lòn ra ngoài. Nó hay lắm. Nó trường ra không à. Con Hành thì ok. Con Hành này cũng ba lạng mấy. Ok. Chồng cái đầu lên. Đầu. Mùa này gắn ít mà chuột bị gắn lại nhiều á, là như lại mắc khổ lắm. Ok rồi, xong rồi mọi người, đặt lại nha. Rồi tới cái tiếp, cái cuối cùng luôn mọi người. Anh em mình thăm rồi kết thúc clip ở đây. Nghe hiểu khô quá còn hết. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi anh em mình ha. Thì clip hôm nay anh em mình được có 4 con. Con vợ anh mệt chết nữa. Với con rùa mọi người. Đi cả ngày trời. 7 thì nó mất gần hết rồi. Mất mười mấy cái. Giờ 40 cái 7 giờ còn có 18-19 cái. 18-19 cái à. Mất cái luồng ngay chỗ quân đội mọi người. Mình nói mọi người á. Vô là nó đi nó gom sạch luôn. Hiểu là nó đi nó dẹt từ miếng cỏ luôn á mọi người. Thua bó tay luôn.
Rồi, chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Thôi anh em mình kết thúc clip đây mọi người.